chín anh em à. Trời ơi, con gì á. Con gì anh em à. Không biết nữa. Con gì anh em à. Chào anh em nữa ha. Hôm nay cũng tiếp tục ở điểm câu quen thuộc nè. Thôi câu anh em à. Hôm nay đi câu cũng hơi trễ này mà nắng quá. Hôm nay cố gắng săn Hugo như hôm mấy cái video trước cho anh em coi nha. Em có thấy hay nhớ like đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Hồi câu anh em mà quý đi nắng quá. Mấy trăm đấy. Rẻ được đứa con hết mấy trăm đấy. Chồng muốn mập á. Chồng muốn bán thịt chó ấy. Không kịp rỡ luôn chứ. Dính anh em à. Bự nữa rồi. To đấy. Bự nữa rồi anh em ơi. Sao ấy chạy. Trời rô phi anh em ơi. Má ơn rô phi. Anh em coi rô phi nè. Sốc rồi. Không, hai lử. Trời ơn rô phi. Thục đúng con nhịp anh em à. Một con. Ngay con cá bự làm gì. Đang câu các con phá nhiều mà nó. Trời ơn rô phi xinh. Em à, được con bự ra. Nè, trời ơi mập. Cái bụng này. Bụng nó như bụng chữ á. Hết đã rồi anh em ơi. Em dịch vào cá lớn, cá mà cỡ 4-5 kg mà dạng mà câu đài nè. Ừ. Đó cứ khực nằm dưới ra. Dính nữa anh em ơi. Đâu. Bự nữa rồi anh em ơi. Phi mới chạy nhanh rồi. Không. Trời ơi, rô phi nè anh em ơi. Wow ơi, rô phi. Xảy anh lờ anh em ơi. Rô phi bự không à. Trời ơi. Ăn điếm lắm anh em ơi, ăn đúng có một nốt nhạc thôi nha. Đây anh em ơi. Đã không? Đâu, đóng vô phát. Sao mà bự không anh em nè. Phê thì đóng vô phát cây đó. Trắng anh nữa anh em ơi. Dính anh em ơi. Con gì á. Trời ơi, rô phi nè anh em ơi. Xinh không. Ê, cái giỡn. Phi đẹp anh em ơi. Đây đừng con anh em ơi. Một mớ cá trắng thì giờ mới được rô phi to. Trời ơi. Dính anh em ơi. Sợ rô bịt nữa anh em ơi. Ghê. Ghê. Ở cái khu nước sâu đi không. Dính anh em ơi. Mới gì nói luôn. Trời ơi mày dính nè anh em ơi. Mày dính hay trôi? Trôi trắng anh em ơi. Cũng được à. Cái giờ tôi đâu. Mày thục với tao rồi. Đừng trôi anh em ơi. Cá đi câu riết kìa. Giờ cũng dè bớt rồi anh em à. Không có còn nhiều như hôm bữa. Xin vĩnh biệt cô. Dính anh em à. Trời ơi, con gì á. Con gì anh em à. Không biết nữa. Con gì anh em à. Chịu kinh. Trời chép anh em ơi. Chép. Chép bự anh em ơi. Chép bự nè anh em ơi. Trời ơi. Cần phụ không? Chưa, nó đã vào rồi con. Đang chạy như con trâu đây. Dục cần máy có đi nó vướng cái dây cùng máy nó tuôn mất. Trời ơi, chép đẹp ghê anh em ơi. Trời ơi. Má ơi. Chép anh em ơi.
Hay ghê. Phê anh em ơi. Con chép này. Lên. Quá phê anh em ơi. Luôn, để bắt cho anh em coi nè. Nó ăn đúng thục một đốt nha anh em, ăn rất nhẹ luôn nha. Ăn cũng như rô phi á, cá đây, cá lớn này nó ăn khôn lắm. Đóng ngay miệng thế này sao mà chạy được. À, con chép này quá đẹp anh em ơi. Đây. Cho anh em coi nè. Phê. Đã anh em ha. Cần group đánh tê nha anh em. Anh em nào có mua cần thì cứ nhắn vào đường link mô tả đó, mình để đó. Cái cần anh em nào muốn múa múa vậy cho đẹp ha. Bự ha. Quá phê. Một con. Cho nó xuống cho nó bơi chứ. À. Thôi về luôn anh em ơi. Hôm nay cá con phá quá, do cái lỗ đây mình câu 4-5 ngày đó. Nên cá con giờ nó vô nó đóng quân trước rồi anh em à. Mồi thả xuống là nó quất, thả xuống là quất à. Câu quả luôn á, câu mình câu đài đúng không? Câu đài nó cũng phá là bình thường, mình câu đáy luôn. Câu đáy nó cũng phá, mình câu chì chạy luôn, chì chạy cũng phá anh em à. Thôi để lên cho anh em coi cá ha. Hôm nay được cá chép cũng to. Đây, kéo cá lên cho anh em coi. Lấy cái vật ra. Hôm nay chắc mình giật chắc cũng phải được nửa ký cá nhỏ nhỏ anh em à. Với lại được ít rô phi với lại cá chép hay. Tôi kéo lên cho anh em coi. Mình đang đứng dưới nước ngồi câu á. Câu nó phiêu. Đấy. Trời. Miner mà anh em à. Đây. Cũng không có được nhiều. Đó. Anh em thấy không ta? Đây. Đó. Đường đây nè anh em ơi. Còn cá trắng này. Quá trời. Thôi để lên bờ cho anh em coi. Đây cho anh em coi cá này. Hôm nay cá nhỏ nhỏ ri này nhiều lắm anh em ơi. Được con chép to này, anh em thấy không? Thì bắt con chép này cho anh em coi. Con chép này to đó. Đây. Cho anh em coi con chép này, đẹp ha. Ây da, ây da, da. Nà bím, nà bím, nà bím. Đấy, anh em coi bàn tay mình này. Nhỏ xíu xíu rồi. Xinh ha, bự đùng mà. Ây da, con chép này. Cho nó nằm nữa đi. Rô phi anh em ơi, rô phi cũng được mấy con à. 5-6 con rô phi bự bự. Còn nhiều cá trắng anh em ơi. Cá trắng bá dơ luôn á nè. Nhiều vô kể nè anh em coi nè. Bỏ giật giật quạo luôn á. Thì hôm sau câu lỗ khác anh em à. Lỗ này cá con vô phá quá. Thôi chào anh em ở những video tiếp theo nha. Anh em có thấy hay nhớ đăng ký kênh nha. Đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Chào hẹn lại anh em ở những video tiếp theo nha. Bye.